Con này hơi bự nha, kéo lên căng nha. Con này ở quế ngang xương sống nó mới giật lên cứng. Dò đực anh. Hai con đực luôn hả? Ừ. Trời, mới xuống cái đìa được hai con ít đực. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay có anh trai. Anh trai đi theo hơn quá. Được hai ớt rồi. Khu này của xã của ấp Gò Táo hả anh Văn? Ấp Gò Táo. Còn tầm mới vô nó đi trước rồi. Nó thả qua bên Gòn đó rồi. Ờ bên này nè, cái hướng này nè. Quá trời da nha. Hai lớp da luôn, mới chát. Da hâu ngựa. Hai lớp da hâu ngựa không? Ngựa bự ghê ta. Đây, tôi coi. Dạ. Vâng. Từ sau hang này cùng rồi hả? Ừ. Trời. Cùng rồi hả? Dính chưa? Nằm rồi. Ôi ôi. Ừ, có con ăn ba cái con hết chạy. Trời ơi, tự nhiên ổ bắt được con, giờ anh đá thiệt chứ. Trời ơi, anh chạy anh trốn vô đó đó. Đi máy á, lấy bao lưới anh trai. Trời ơi, quá đã không anh. Anh ra anh giật anh kiếm con ớt. Anh nằm trong bụng này nè. Rồi, không vậy bắt được mỗi giờ anh đã thiệt chứ. Dạ được, coi mũi vô quéo nghe. Bữa nay có anh trai hên thiệt. Anh trai lâu lâu anh đi làm về anh theo chơi hên quá. Nè, lấy cái cần này nè. Thấy không? Cần, khỏe. Chặt ký quá. Ký hai á. Cứng. Cứng hả? Ký hai. Này tổng nó ký 32 lận. Trừ cái bao bớt 10 12 đi là ký hai á. Rồi đã. Sáng này mới sáng được hai con ớt với con hổ dọn. Quá đã luôn. Thấy anh nằm im re luôn hả? Ừ. Hên rồi, hên. Mới sáng vậy là ngon lành rồi. Ở đây lùm bên con hai con ếch nữa này. Mới con hai con rắn nữa chứ ếch gì anh? Mới con hai con rắn nữa chứ. Ừ. Có. điện sơn liền luôn. Sáng mấy anh em mình uống cà phê ở thị xã có hợp đồng rồi, anh Giang nó có gì điện nha, vừa bắt được giờ anh nó điện liền luôn. Kì vậy? Hết rồi. Bé giặt nó bự ra. Bé đóng cũng bự quá bự á. Mới đụng nó đây nữa mà. Giặt nó bự đi.
đấy. Nè, nó bái, nó ròn, nó bối, nó nằm, nó rình lên miệng này. Hay nó vừa đụng hết hả? Hết lên nằm trên thịt tơ. Nó nằm đây chứ đâu đó. Nằm ở trong. Nãy có cục đất nằm trên, nó múc đất ra rồi. Khô quá khô rồi, dưới nó móc một bên bự bự ra. Nằm dưới một cái bơm thế. Giờ anh phải bẻ con kéo công xuống nhìn vàng xử. Đúng không? Nhìn cái tay nó quơ xuống một bên. Nằm mối nó miệng nè. Giặt móc lên cao cái thử luôn ra. Rồi chuột áo á. Đây, bỏ cái áo giặt ra. Ôi trời ơi. Chết rồi, anh ta lóc chết luôn. Quá khô thì móc bên bự quá bự. Dính. Ủa. Thằng bé thằng bé kia. Kia còn nghe nè. Kia nghe là không có hay gì đi gì có. Nằm cái miệng đó. Dính nhưng mà. Con hổ dện này da hổ dện. Lớp da này bự hơn con rắn nãy nè. Này bị kiến cắn nè. Hả? Con này chắc 1,5 kg á. Ôi. Năm ơi. Không lẽ anh trai anh này anh hên dữ vậy hả ta? Biết phải con nãy đọt không? Không phải đâu. Con nãy con hơi đen á. Mình cứ cho là không phải mình mới bắt con nữa. Có da đây là có à? Có da. Xem cái này nè. Có da là khả năng mình có nó đó hả? Dạ không, cái này máy quay, máy quay. Hả? Cái máy quay. Quay... Súp là cái. Súp bi á. Ông đi xuống nhà má ông đậu quá. Nhà máy ông đậu sát lộ mà hoài sao có nguyên cái mương nữa rồi.
thì mà con rắn nó mới lột da nó bò đâu có nổi phải không? Không có lột da đi liền chứ. Liền à? Vậy ai nói rắn lột da thì nó da nó mềm nó bò không nổi. Lúc nó chạy rồi chứ nó không bò. Cái đất này cũng xốp đó rồi. Thấy nó nằm không? Còn đang láng đó. Không có mẹ. Cái gì tính là chốt cái đầu tính. Em bên đây nè, tao sáng sáng. Em bên đây, nè. Ờ. Mới gì? Mới cái gì thì cục thuộc chứ không ăn. Cục thuộc. Ăn cục đất loan vô. Đào thì gặp chuột bắt không? Đúng rồi, bắt rồi. Nè là hết hàng rồi vậy kìa. Thật nhức nhức. Đang xích vào bên kia rồi kìa. Bên con chuối á. Làm phóng phóng lúc trên mà. Thiệt anh. Hai con chuối là xuống đó. Ừ cho nó đó, người ta. Ok. Đây dao luôn á, đây nó bị dao. Đúng rồi, cái này người tới đó. Giờ này bắt ngắn này hổ dọn nãy mình dí vô là cái bắt dễ nhất luôn á, gì đó cũng dễ mà mình cũng dễ không ta lần. Không chưa
Tắt xuống rồi, đi đâu nữa. Cùng hả? Cùng luôn rồi. Thôi da lột gì mà không bắt được nó ta. Chỗ này có da lột con hổ dện lớn hơn con hồi nãy, mà đào hết mấy cái vàng hang đây không bắt được nó. Bây giờ nãy giờ mình được mấy con ếch rồi? Con ba con. Con đâu, nãy bên kia hai con. Hai con hả? Đủ sao chưa? Con này nữa ba con. Nhà mình nói thẳng mình đang trộm á. Đúng luôn. Đúng đài rồi, không ấy đài rồi. Lại ít đực nữa hả? Đực. Ba con ít đực. Phải được con cái nó mới to. Ba con ký giờ. Thấm. Đây coi. Có cái đìa này mà quéo qua tụng rồi hả? Trong nó làm như cái rào á, người ta không có người vô được. Cho nên nó bắt nhiều. Trời ơi. Bắt tay không á. Bắt sao, sao bắt được? Nó cạn á hả? Ôi ôi quá con ếch. Thì ếch trong đầm người ta nuôi đó. Cái đầm bị rào lại á. Ếch ở trong đó đó, người ta sôi hay là người ta bẫy, nói chung là người ta không có vô bắt được á. Con khúc này cái lò ký kìa, con khúc vậy đó. Trời ơi, trong đây trong đây ba con nữa hả? Bốn con gì đó. Bốn năm con rồi. Bốn con này, ba con bảy con. Ừ. Mùa này mà được nhiều hết nên là trúng lắm á. Cái có được hai hết cái. Ừ. Một hết cái. Hai hết cái. Bảy con rồi đó. Ừ, được. Tính mấy phòng phỏng chưa có chính xác đó nha. Cần không? Thôi, lát về cần. Cứ với hai ba ký gì đó. Vừa ngồi. Vừa mạnh. Cô nàng dồn anh trúng mánh. Hết rồi, anh đi không à. Bắt được nha kìa. Không có đào vô hả? Cái điều này nè, mình dầm ra được rồi đó. Họ sợ là thấy gì hả? Ký cái rửa khẽ. Cái rửa khẽ. Ừ, cỡ đó nè. Để dành này dục cá ăn đó chứ. Trời. Nó quần bay đây. Vô, quá vô. Đừng nên lắp cán của người ta. Không có quần mà ha. Bữa nay đi nhờ mấy ếch mới gọi là trúng mánh. Mấy con này dân ca bắt mấy con? 8 con. Dân ca bắt 5 con hả? 3 con. Bữa nay mình trúng ếch, cân thử này.
trúng ếch, nhưng còn rắn kia hai. Trời nặng dữ vậy. Sao có phải có một ký 75 trừ nước với bọc này ký 65 luôn đi, còn ký 65 hơn ký rưỡi. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà, cả nhà mai gặp lại. Rồi tạm biệt cả nhà. Thank you.